Thảo Nguyên xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Công ty Meta, chủ sở hữu Facebook, cho biết hôm thứ Hai 16 tháng 9 rằng họ đã cấm RT và các mạng lưới truyền thông nhà nước khác của Nga trên các ứng dụng của Meta. Cơ quan điều tra cho biết, nghi phạm mưu sát ông Donald Trump có thể đã ẩn núp gần 12 giờ đồng hồ để chuẩn bị hành động phạm tội. Cơ quan mật vụ bảo vệ các yếu nhân đã bị nhiều áp lực kể từ vụ ông Trump bị mưu sát hồi tháng 7, vốn đã khiến giám đốc cơ quan mật vụ là Kimberly Chiro phải từ chức. Các chuyên gia nhân quyền độc lập của Liên Hiệp Quốc hôm 17 tháng 9 cho biết, những phát hiện của họ cho thấy chính phủ Venezuela đã tăng cường sử dụng các công cụ đàn áp khắc nghiệt và bạo lực nhất sau cuộc bầu cử vào tháng 7. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc hôm 16 tháng 9 cáo buộc quân đội Israel tấn công các trường học, nhân viên cứu trợ và thường dân ở Gaza. Nga tuyên bố rằng lực lượng của họ đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở vùng Kursk thuộc miền Tây từ tay Ukraine và tiếp tục cuộc phản công quy mô khá lớn ở đó. Các lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gặp nhau tại Bắc Kinh để tham dự các cuộc đàm phán thường kỳ mới được nối lại vào tháng 1 năm nay sau khi bị đình chỉ trong 2 năm do quan hệ giữa hai nước trở nên tồi tệ. Chính quyền Hoa Kỳ đang điều tra sự gia tăng đột biến lượng uranium được làm dầu nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ cuối năm 2023 vì lo ngại các lô hàng này đang giúp Nga lách lệnh cấm nhập khẩu nhiên liệu của Hoa Kỳ. Đã có hơn 1.200 tỷ đồng đổ vào tài khoản cứu trợ bão lũ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và trên 1.000 tỷ được cho là đã được sử dụng trong khi cơ quan này tiếp tục công bố thêm hàng ngàn trang kê khai các giao dịch cứu trợ. Và sau đây là bản tin chi tiết. Công ty Meta, chủ sở hữu Facebook, cho biết hôm thứ Hai 16 tháng 9 rằng họ đã cấm RT và các mạng lưới truyền thông nhà nước khác của Nga trên các ứng dụng của Meta. Lý do được đưa ra là các kênh này đã sử dụng các chiến thuật lừa dối để thực hiện các hoạt động bí mật nhằm gây ảnh hưởng trên mạng. Lệnh cấm này đánh dấu việc hãng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới tìm cách giới hạn truyền thông nhà nước Nga sau nhiều năm thực hiện các bước có tính kiềm chế hơn như chặn các kênh này chạy quảng cáo và giảm phạm vi phát tán các bài đăng của các kênh đó. Việc thực thi lệnh cấm sẽ được bắt đầu trong những ngày tới. Ngoài Facebook, các ứng dụng của Meta còn bao gồm Instagram, WhatsApp và Threads. Hành động của Meta diễn ra sau khi Hoa Kỳ khởi tố hai nhân viên RT vào đầu tháng này về hành vi rửa tiền với kế hoạch thuê một công ty Mỹ sản xuất nội dung trực tuyến để tác động đến cuộc bầu cử năm 2024 của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng, hãy xem các hoạt động của đài truyền hình nhà nước Nga RT như các hoạt động tình báo bí mật. RT lâu nay vẫn chế giễu các hành động của Hoa Kỳ và cáo buộc Hoa Kỳ cố gắng ngăn cản đài truyền hình này hoạt động như một tổ chức báo chí. Cơ quan điều tra cho biết, nghi phạm mưu sát ông Donald Trump có thể đã ẩn núp gần 12 giờ đồng hồ để chuẩn bị hành động phạm tội. Nghi phạm này sẽ bị nhiều cáo trạng thêm nữa, nhưng sơ khởi đã bị hai cáo trạng và sẽ bị giam giữ trong khi cuộc điều tra tiếp tục. Sự việc đã đặt ra những câu hỏi mới về cách mà một nghi phạm có vũ trang lại có thể đến gần ông Trump như vậy. Trong vụ ám sát hụt lần này, cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã nổ súng sau khi một đặc vụ nhìn thấy nòng súng nhô ra khỏi một bụi cây hôm 15 tháng 9 tại sân golf ở West Palm Beach, chỉ cách nơi cựu tổng thống đang chơi golf vài trăm thước. Sau đó, nghi phạm bỏ trốn trên một chiếc xe thể thao đa dụng. Cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng trường tấn công đã nạp đạn, cùng với ống ngắm, một máy ảnh kỹ thuật số và một túi nhựa đựng thức ăn bị bỏ lại. Nghi phạm tên Ryan Rout, 58 tuổi, đã bị bắt khoảng 40 phút sau khi lái xe về phía Bắc. Khi được hỏi có biết tại sao bị chặn xe lại không, ông trả lời có, theo đơn truy tố. Biển số trên xe ông ta lái đã được báo cáo là bị đánh cắp từ một chiếc xe khác. Hồ sơ cho thấy một chiếc điện thoại liên quan đến Rout
đã được tìm thấy tại sân golf. Ông có ít nhất 2 tiền án, cả hai đều ở North Carolina. Năm 2002, tội sở hữu một khẩu súng hoàn toàn tự động, thường được gọi là súng máy, bị cấm ở Hoa Kỳ và bị kết án quản chế. Trong vụ này, ông ta đã bỏ trốn khi bị dừng xe ở Greensboro và cố thủ bên trong doanh nghiệp của mình trước khi cảnh sát có thể bắt giữ ông ta. Ông cũng bị kết tội sở hữu hàng hóa bị đánh cắp vào năm 2010. Ông Trump tuyên bố rằng nghi phạm nổ súng vì đã hành động theo những lời kích động của đảng Dân Chủ, tuyên truyền rằng ông Trump là một người đe dọa cho nền Dân Chủ. Cơ quan mật vụ bảo vệ các yếu nhân đã bị nhiều áp lực kể từ vụ ông Trump bị mưu sát hồi tháng 7, vốn đã khiến giám đốc cơ quan mật vụ là Kimberly Chiro phải từ chức. Ông Biden nói với các phóng viên vào ngày 16 tháng 9 rằng cơ quan mật vụ cần thêm sự giúp đỡ, bao gồm cả việc có thể tăng thêm nhân sự. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người đã triệu tập một lực lượng đặc nhiệm lưỡng đảng để điều tra sau vụ mưu sát đầu tiên, cho biết rằng Quốc hội cũng sẽ xem xét vụ việc mới nhất. Người thay thế bà Chiro quyền giám đốc Rhino Rao đã đến Florida sau vụ mưu sát hôm 15 tháng 9, theo một số hãng tin. Hung thủ Rao được biết là người ủng hộ trung thành của Ukraine và đã đến đó sau cuộc xâm lược của Nga năm 2022, tìm cách tuyển mộ các chiến binh nước ngoài. Các quan chức Ukraine hôm 16 tháng 9 cho biết họ không dính líu gì tới ông Rao. Các hồ sơ trên mạng xã hội X, Facebook và LinkedIn có tên hung thủ Rao chứa các thông điệp ủng hộ Ukraine, cũng như các tuyên bố mô tả ông Trump là mối đe dọa đối với nền Dân Chủ Hoa Kỳ. Bà Harris và những người khác bên đảng Dân Chủ cũng nói ông Trump là mối nguy hiểm đối với nền Dân Chủ Hoa Kỳ. Viện dẫn nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược thất bại của mình trong cuộc bầu cử năm 2020, dẫn đến cuộc tấn công vào điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Chuyên gia nhân quyền độc lập của Liên Hợp Quốc hôm 17 tháng 9 cho biết, những phát hiện của họ cho thấy chính phủ Venezuela đã tăng cường sử dụng các công cụ đàn áp khắc nghiệt và bạo lực nhất sau cuộc bầu cử vào tháng 7. Kết quả chính thức của cuộc bỏ phiếu ngày 28 tháng 7 đã bị nhiều người chỉ trích là phi dân chủ, không minh bạch và nhằm mục đích duy trì quyền lực của Tổng thống Nicolas Maduro. Phái đoàn điều tra thực tế về Venezuela, vốn được Hội đồng Nhân quyền do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, ủy quyền thực hiện, đã lên án các hành vi vi phạm nhân quyền, bao gồm giam giữ tùy tiện, tra tấn và bạo lực tình dục và giới tính của lực lượng an ninh nước này, mà nếu xét tổng thể thì đã cấu thành tội ác chống lại loài người vì lý do chính trị. Những phát hiện này phản ánh mối quan ngại của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, tổ chức theo dõi nhân quyền và những người khác về Venezuela và nền dân chủ của nước này, bao gồm cả sự đàn áp trước và sau cuộc bỏ phiếu đưa đến cuộc chạy trốn lưu vong sau đó của nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela, Edmundo González Mata Valinas, người đứng đầu nhóm chuyên gia cho biết, chính quyền Venezuela thừa nhận họ đã bắt giữ hơn 2.200 người. Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela gồm có nhiều người trung thành với ông Maduro, cho biết ông đã thắng cử với 52% số phiếu bầu, nhưng những người ủng hộ phe đối lập đã thu thập giấy tờ kiểm phiếu từ 80% máy bỏ phiếu điện tử của quốc gia và cho biết bằng chứng cho thấy ông González đã thắng cử với số phiếu bầu gấp đôi ông Maduro. Các chuyên gia cho biết yêu cầu cung cấp thông tin của họ từ chính quyền Venezuela đã bị phớt lờ, mặc dù có lời kêu gọi hợp tác từ Hội đồng Nhân quyền, bao gồm các thành viên, luân phiên trong số 47 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc hôm 16 tháng 9 cáo buộc quân đội Israel tấn công các trường học, nhân viên cứu trợ và thường dân ở Gaza. Israel đã nhiều lần tuyên bố rằng họ nhắm vào các chiến binh Hamas vốn thường ẩn nấu cùng thường dân và sử dụng họ làm lá chắn sống. Trong một hành động bất thường, Đại sứ Hoa Kỳ Linda Thomas Greenfield đã lên tiếng phản đối quân đội Israel tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nói rằng nhiều cuộc không kích trong những tuần gần đây khiến nhân viên Liên Hợp Quốc và nhân viên cứu trợ bị thương hoặc tử vong đã có thể ngăn ngừa được.
Israel nói rằng họ nhắm vào một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas trong khu phức hợp đó, và đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc là Danny Danon khẳng định hôm 16 tháng 9 rằng các chiến binh Hamas đã thiệt mạng trong cuộc không kích. Ông nêu tên 4 người và tuyên bố với hội đồng rằng những người này làm việc cho UNRWA vào ban ngày và cho Hamas vào ban đêm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Bà Thomas Greenfield nói với các thành viên hội đồng rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nêu lên nhu cầu để Israel tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo trên lãnh thổ Palestine và bảo vệ các nhân viên và cơ sở nhân đạo. Bà Thomas Greenfield cho biết Mỹ mong đợi các nhà lãnh đạo quân sự Israel thực hiện những thay đổi cơ bản trong các hoạt động của mình, bao gồm cả các quy tắc giao tranh và thủ tục để đảm bảo rằng các hoạt động quân sự không xung đột với các hoạt động nhân đạo và không nhắm vào các trường học cũng như các cơ sở dân sự khác. Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đến Ai Cập vào tuần này để đàm phán về việc ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Nga tuyên bố rằng lực lượng của họ đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở vùng Kursk thuộc miền Tây từ tay Ukraine và tiếp tục cuộc phản công quy mô khá lớn ở đó. Lực lượng Nga đã giao tranh với quân đội Ukraine ở vùng Kursk kể từ ngày 6 tháng 8 khi Ukraine gây bất ngờ cho Nga bằng cuộc tấn công vào đất Nga. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội của họ đã giành lại các khu định cư và hai nơi này nằm cách nhau khoảng 20 km trên biên giới với vùng Sumy của Ukraine. Một viên chỉ huy cấp cao của Nga nói hồi tuần trước rằng Nga đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 10 khu định cư trong khu vực. Ukraine tuyên bố lực lượng của họ kiểm soát khoảng 100 ngôi làng ở Kursk trên diện tích hơn 1.300 km2. Thống đốc vùng Kursk hôm 16 tháng 9 đã ra lệnh di tản các khu định cư ở hai quận nằm trong phạm vi 15 km tính từ biên giới Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng ông đã thảo luận về tình hình ở Kursk với viên chỉ huy hàng đầu là Oleksandr Sutsky và mỗi ngày chúng tôi đều hành động theo đúng kế hoạch. Ông cũng cho biết ông Sutsky đã cung cấp thông tin chi tiết về bước tiến quân của lực lượng Nga ở miền đông Ukraine, đặc biệt là tại Poros, một trung tâm đường sắt và hậu cần. Nếu chiếm được Poros, đó sẽ là một bước tiến tới mục tiêu của Nga là chiếm toàn bộ khu vực Donetsk. Ông Zelensky nói hôm 13 tháng 9 rằng cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk đã làm chậm bước tiến của các lực lượng Nga ở miền đông Ukraine. Nhưng Tổng thống Nga Putin lại cho rằng cuộc tấn công Kursk đã chứng tỏ là một sự phân tán với Kyiv ở tiền tuyến phía đông, làm suy yếu khả năng phòng thủ của họ ở đó. Các lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gặp nhau tại Bắc Kinh để tham dự các cuộc đàm phán thường kỳ mới được nối lại vào tháng 1 năm nay sau khi bị đình chỉ trong 2 năm do quan hệ giữa hai nước trở nên tồi tệ. Các cuộc họp kết thúc hôm 15 tháng 9 và các quan chức đã thảo luận về các vấn đề đang diễn ra như Đài Loan, chiến tranh Nga-Ukraine và các cuộc đụng độ ở Biển Đông. Ông Michael Chase, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ đã dẫn đầu một phái đoàn tham gia các cuộc đàm phán điều phối chính sách quốc phòng song phương, vốn diễn ra gần nhất, trước đó là vào tháng 1 năm nay. Mặc dù các cuộc đàm phán không được kỳ vọng sẽ giải quyết được những bất đồng lâu đời về lập trường đối với các vấn đề từ yêu sách ở Biển Đông đến Đài Loan, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận để tránh xung đột. Các cuộc họp được tổ chức sau khi ông Chase tham dự diễn đàn Tương Sơn tại Bắc Kinh, một diễn đàn quốc phòng vốn là đáp ứng của Trung Quốc đối với đối thoại Shangri-La. Giao tiếp giữa hai quân đội đã bị gián đoạn vào năm 2021 khi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng do những khác biệt ngày càng lớn về các vấn đề như chủ quyền của Đài Loan, nguồn gốc của COVID-19 và các vấn đề kinh tế. Trong các cuộc đàm phán song phương vừa rồi, hai bên đã thảo luận về sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga trong cuộc chiến tranh Ukraine đang diễn ra, cũng như các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Các yêu sách của Trung Quốc đối với Biển Đông ngày càng trở nên quyết đoán hơn, với các cuộc đụng độ ngày càng tăng với lực lượng tuần duyên Philippines.
Vào tháng 8, cả hai bên đã cáo buộc lẫn nhau về vụ va chạm giữa các tàu của họ khiến các tàu của Philippines bị thủng nhiều lỗ lớn. Các yêu sách hàng hải đã dẫn tới các cuộc đụng độ trên biển, chẳng hạn như ở bãi cạn Sabine, nơi mà cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc đã chặn các nỗ lực tái thiết cho tàu Teresa Vasburna vào tháng 8 bằng lực lượng gồm 40 tàu. Philippines cho biết họ sẽ thay thế con tàu ngay lập tức, nhưng việc con tàu rời đi làm dấy lên câu hỏi liệu Trung Quốc có chiếm bãi cạn hay không. Các nhà khoa học Philippines trước đó đã tìm thấy những đống san hô bị nghiền nát, chìm dưới nước ở vùng nước nông của bãi cạn này, dẫn đến lo ngại rằng Trung Quốc có thể đang chuẩn bị xây dựng một công trình để khẳng định yêu sách của mình. Chính quyền Hoa Kỳ đang điều tra sự gia tăng đột biến lượng uranium được làm giàu nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ cuối năm 2023 vì lo ngại các lô hàng này đang giúp Nga lách lệnh cấm nhập khẩu nhiên liệu của Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ đã thông qua lệnh cấm uranium được làm giàu của Nga vào tháng 12 năm 2023 như một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm phá vỡ khả năng tài trợ cho cuộc chiến của Nga với Ukraine. Theo dữ liệu, lượng uranium được làm giàu từ Trung Quốc nhập vào Mỹ đã tăng vọt lên 242.990 kg. Lượng nhập khẩu này rất đáng kể vì từ năm 2020 đến 2022, Trung Quốc không xuất bất kỳ lượng uranium được làm giàu nào đến Hoa Kỳ. Và tháng 5 năm nay, Trung Quốc một lần nữa xuất sang Hoa Kỳ một lượng lớn uranium, lần này tổng cộng là 123.894 kg. Bộ Năng lượng Mỹ cùng với các cơ quan liên quan khác đang theo dõi chặt chẽ việc nhập khẩu từ Trung Quốc để đảm bảo thực hiện đúng đạo luật cấm nhập khẩu uranium của Nga mới được ban hành. Các quan chức Hoa Kỳ đang theo dõi việc nhập khẩu từ Trung Quốc và các quốc gia khác để đảm bảo họ không nhập khẩu uranium của Nga như một phần của kế hoạch xuất khẩu vật liệu sản xuất trong nước, mà nếu không, họ sẽ sử dụng trong các lò phản ứng của riêng mình. Nga là nước xuất khẩu uranium được làm giàu lớn nhất thế giới. Lượng nhập khẩu vào Mỹ từ Nga tính đến khoảng tháng 7 năm nay đạt 313.050 kg, giảm 30% so với năm ngoái. Theo dữ liệu do Ngân hàng Thế giới công bố, lượng nhập khẩu uranium được làm giàu của Nga và Trung Quốc đã tăng vọt. Vào năm 2022 và 2023, các nhà phân tích cho biết trong khi Trung Quốc đang xây dựng thêm nhiều lò phản ứng cần nguồn cung cấp uranium ổn định, thì nguồn cung từ Nga cũng có thể giúp nước này xuất khẩu nhiên liệu. Việc nhập khẩu từ Trung Quốc là nguyên nhân gây lo ngại cho ngành công nghiệp uranium của Mỹ. Vào tháng 6, Centrus, một công ty đang phát triển năng lực uranium được làm giàu, đã công khai thúc giục cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ tăng thuế suất đối với uranium làm giàu từ Trung Quốc từ 7,5% lên 20%. Và nói rằng những nỗ lực của chính công ty có thể bị đe dọa bởi việc nhập khẩu uranium giá rẻ được làm giàu từ Trung Quốc. Nhóm các nhà sản xuất uranium của Hoa Kỳ đã công khai thúc giục tăng thuế suất lên tới 50%. Đã có hơn 1.200 tỷ đồng đổ vào khoản cứu trợ bão lũ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, và trên 1.000 tỷ được cho là đã được sử dụng, trong khi cơ quan này tiếp tục công bố thêm hàng ngàn trang kê khai các giao dịch cứu trợ tính đến chiều ngày 16 tháng 9. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã nhận được số tiền là 1.236 tỷ đồng, tương đương khoảng 50 triệu đô la Mỹ, do các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước quyên góp để cứu trợ nạn nhân bị bão lũ ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Đây là số tiền huy động được chỉ sau hơn một tuần kể từ khi bão Yagi và lũ lụt do dư chấn bão càn quét qua các tỉnh miền Bắc làm hơn 350 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính khoảng 1,6 tỷ đô la. Mặt trận Tổ quốc vẫn tiếp tục để mở tài khoản nên số tiền này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Mặt trận Tổ quốc cho biết họ đã phân bổ số tiền hơn 1.000 tỷ đồng cho 27 tỉnh thành bị thiệt hại. Trong đó, hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái nhận được số tiền nhiều nhất, lần lượt là 180 và 130 tỷ đồng. Các tỉnh còn lại nhận từ vài chục đến vài tỷ.
Mặt trận Tổ quốc cho đến nay chỉ mới công khai tài chánh về việc nhận tiền cứu trợ nhưng chưa thấy công khai tài chánh về giao dịch chuyển tiền cứu trợ cho các nạn nhân. Thông tin chuyển tiền cứu trợ như thế nào đều chỉ từ một phía cơ quan này công bố ra mà chưa thấy sự xác nhận của các đơn vị kiểm toán độc lập. Tính từ ngày 12 tháng 9 cho đến nay, gần như ngày nào cơ quan này cũng công bố hàng ngàn trang ghi nhận tài chánh từ các tài khoản ngân hàng tiếp nhận cứu trợ của họ, đưa tổng số trang được công bố lên hơn 50.000 trang. Các công ty cơ quan, đơn vị quyên góp từ vài chục cho đến vài tỷ đồng, các tập thể cá nhân ủng hộ từ vài tỷ, vài trăm triệu cho đến vài trăm, vài chục ngàn đồng, cũng có giao dịch thể hiện số tiền ủng hộ vài ngàn đồng. Làn sóng công bố tài chánh này của Mặt trận Tổ quốc đã kéo theo sự xăm soi của cộng đồng mạng, qua đó phát hiện ra một số người công bố không đúng số tiền cứu trợ, chẳng hạn như quyên góp chỉ 30.000 đồng mà tuyên bố là 30 tỷ, hay cả một tập thể chỉ quyên góp có 10.000 đồng. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết họ sẽ tiếp tục công khai chi thu tài chánh các giao dịch chuyển tiền cứu trợ cũng như việc phân bổ nguồn lực hỗ trợ đến các địa phương. Bên cạnh việc đóng góp của người dân và doanh nghiệp, Việt Nam còn tiếp nhận tiền hỗ trợ từ chính phủ các nước qua con đường ngoại giao. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao, tính đến ngày 16 tháng 9 đã có 20 nước và tổ chức quốc tế đã quyết định hoặc dự kiến viện trợ cho Việt Nam hơn 22 triệu đô la Mỹ cùng các vật dụng, phương tiện phục vụ cuộc sống người dân sau bão lũ. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media qua phần trình bày của Thảo Nguyên. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái, mến chào.